Xin chào tất cả các bạn, quay trở lại với kênh tư vấn pháp luật của tôi. Và cái chủ đề hôm nay tôi và các bạn trao đổi lại xoay quanh vấn đề vay FE Credit. Cụ thể á, thì thông qua các cái câu hỏi cũng như là các bạn gọi điện đến cho tôi, thì tôi chợt nhận ra rằng một điều là tại sao các bạn lại để dễ dàng phát sinh nợ xấu như thế? Phải chăng là khi các bạn vay FE Credit hay là vay Home Credit hay là vay tín chấp, vay tiêu dùng, vay mua điện thoại, mua xe thì các bạn đã có những cái sai lầm, có những cái đánh giá và chưa tìm hiểu rõ về cái món vay của mình dẫn đến các bạn phát sinh nợ xấu bởi những lý do vô cùng đơn giản. Đó là cái lý do hôm nay tôi làm video này để giải quyết cho các bạn những cái lưu ý trước khi các bạn quyết định rằng là mình sẽ vay FE, vay Home Credit để là vào tiêu dùng hay là để mua điện thoại, mua xe máy vân vân. Nắm được những cái lưu ý này thì tôi tin chắc rằng là các bạn phải hạn chế tối đa cái vấn đề mà các bạn sẽ phát sinh nợ xấu trong tương lai. Không nói dài dòng luyên thuyên thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào những cái nội dung lưu ý. Như vậy thì trước khi mà các bạn quyết định rằng là chúng ta sẽ vay cái món vay tiêu dùng đó để mua điện thoại, mua xe máy hay là chỉ là tiêu dùng cá nhân thì chúng ta sẽ phải lưu ý những vấn đề lưu ý sau. Đầu tiên, đó là khi mà các bạn làm việc với lại chuyên viên tín dụng thì các bạn sẽ phải xem xét về cái hợp đồng. Trong cái hợp đồng đó thì các bạn sẽ phải lưu ý các vấn đề. Thứ nhất về lãi suất. Cụ thể thì khi mà vay FE thì có các cái mức lãi suất ví dụ như là 1.66 một tháng, 2.17% một tháng hoặc là 2.95% một tháng. Thì cái mức lãi suất này á, cao hay thấp sẽ phụ thuộc vào cái kỳ hạn mà các bạn vay. Nếu như các bạn vay mà kỳ hạn càng ngắn thì cái lãi suất càng cao cụ thể. Và các bạn vay cái kỳ hạn mà càng kéo dài, thời gian càng kéo dài thì cái lãi mức lãi suất sẽ càng thấp. Vì vậy nên các bạn sẽ phải chọn cái mức lãi suất phù hợp. Và nếu như các bạn thấy rằng cái tổ chức tín dụng đó họ cho vay lãi suất quá cao thì các bạn có thể tìm một cái tổ chức tín dụng khác cho vay tín chấp, vay tiêu dùng cá nhân lãi suất thấp hơn để tránh là cái vấn đề sau này khi phát sinh ra vấn đề phạt quá hạn thì chúng ta sẽ bị là các cái khoản nợ xấu quá lớn mà chúng ta không có khả năng chi trả. Vấn đề thứ hai mà trong hợp đồng các bạn cũng cần lưu ý đó chính là cái kỳ thanh toán của chúng ta. Ví dụ như trong hợp đồng quy định rằng kỳ thanh toán là 25 hàng tháng thì đúng ngày 25 hàng tháng chúng ta sẽ phải thanh toán đủ cái khoản tiền quy định theo cái hợp đồng và không để phát sinh ra quá cái ngày đó, bởi vì khi quá thì chúng ta sẽ phát sinh nợ xấu và phát sinh ra các khoản phạt và chúng ta vô tình sẽ phải là nộp các cái khoản tiền phí phạt mà đáng lẽ là chúng ta sẽ không phải đóng. Như vậy thì làm sao mà để chúng ta canh cái kỳ mà đóng này để không phát sinh nợ xấu? Thì ví dụ như các bạn nhận lương vào ngày mùng 10 hàng tháng, tuy nhiên mới chỉ đến ngày mùng 5 thôi, các bạn đi mua một cái điện thoại và các bạn không có tiền, các bạn quyết định rằng là chúng ta sẽ vay tiêu dùng để là mua cái điện thoại đó và cái hợp đồng chúng ta ký vào ngày mùng 5. Như vậy thì trong hợp đồng họ sẽ quy định rằng là mùng 5 hàng tháng chúng ta sẽ đến kỳ thanh toán, mà đến mùng 10 chúng ta mới nhận lương thì rõ ràng chúng ta đã bị mất 5 ngày, 5 ngày đó thì đã phát sinh nợ xấu rồi. Vì vậy nên một cái lưu ý cho các bạn rằng á là nếu như chúng ta nhận lương hàng tháng vào ngày nào á thì chúng ta nên chọn cái kỳ thanh toán là sau cái kỳ thanh toán lương. Ví dụ như chúng ta nhận lương vào ngày mùng 10 hàng tháng thì chúng ta sẽ chọn vào trong hợp đồng, hoặc là khi chúng ta đi vay thì chúng ta sẽ chọn vào vay vào ngày kỳ thanh toán là ngày 11 hoặc ngày 12. Như vậy thì khi chúng ta nhận lương chúng ta có tiền để chúng ta đóng vào cái kỳ thanh toán đó để không phát sinh nợ xấu. Một cái vấn đề thứ ba mà các bạn cần lưu ý trong hợp đồng đó chính là vấn đề phạt khi tất toán trước hạn khoản vay. Dĩ nhiên rồi, khi mà các bạn có một khoản tiền lớn thì các bạn cũng chẳng muốn nợ nần gì ngân hàng và các bạn quyết định là chúng ta sẽ đi thanh toán trước hạn. Tuy nhiên trong tất cả các cái hợp đồng vay FE thì sẽ có quy định liên quan về việc là phạt trả trước hạn. Mức phạt này ấy, thì tùy vào mỗi ngân hàng họ quy định. Vì vậy nên khi ký hợp đồng thì các bạn phải lưu ý về cái vấn đề là phạt trước hạn này. Khi mà chúng ta phạt trước hạn này ấy, thì các ngân hàng họ sẽ quy định mức phạt cao hay thấp. Nếu như tổ chức tín dụng đó quy định mức phạt mà trả trước hạn quá cao thì các bạn có thể lựa chọn tổ chức tín dụng khác để chúng ta tránh mất tiền oan khi mà chúng ta đã có tiền để thanh toán rồi mà chúng ta còn bị các cái khoản phạt vô lý. Một cái vấn đề thứ hai mà trong quá trình vay FE chúng ta cũng cần phải lưu ý đó chính là có nhiều trường hợp rằng là chúng ta thời điểm đó thì chúng ta quyết định rằng là chúng ta sẽ vay tiêu dùng, vay tín chấp để mua cái điện thoại đó, mua chiếc xe máy đó. Tuy nhiên chúng ta đã có tiền để chúng ta mua và chúng ta quyết định không vay. Nhưng trước đó chúng ta đã liên hệ với chuyên viên tín dụng và xảy ra cái trường hợp rằng là chúng ta không có đặt bút, chúng ta không có quyết định vay nhưng mà chuyên viên tín dụng họ vẫn gọi điện cho chúng ta rằng bảo rằng là khoản vay của anh chị đã được kích hoạt, khoản vay của anh chị mời anh chị lên ngân hàng chúng ta nhận tiền để là thanh toán các cái đồ dùng chi tiêu cá nhân của anh chị. Thì trong trường hợp đó chúng ta không việc gì chúng ta phải lên
và chúng ta sẽ báo ngay cho phía ngân hàng rằng chúng ta rõ ràng trong cái vấn đề là tôi đã có các cái khoản tiền và chúng tôi không có cần đến cái khoản tiền của ngân hàng để chúng tôi thanh toán cái điện thoại đó nữa. Tôi đã có tiền cá nhân để thanh toán rồi. Để tránh cái trường hợp là khi ngân hàng gọi điện chúng ta lên thì chúng ta lên ngân hàng chúng ta ký hoặc là chúng ta liên hệ với lại là chuyên viên quan hệ tín dụng rằng chúng ta đồng ý vay cái khoản vay đó. Trường hợp là chúng ta không nhận tiền mà sau này chúng ta vẫn phải trả tiền các cái khoản vay đó thì rất là vô lý. Đấy là một cái vấn đề các bạn cần lưu ý. Và trong trường hợp này, khi mà chuyên viên họ nói rằng khoản vay của anh chị đã được kích hoạt thì chúng ta không việc gì phải sợ các bạn. Bởi vì là cái vấn đề á, là trước đó chúng ta chỉ liên hệ với lại chuyên viên đó để yêu cầu là sẽ vay khoản vay thôi. Chứ cái vấn đề mà chúng ta quyết định rằng vay hay không vay thì chúng ta chưa có quyết định. Và cái việc mà làm mà để mà kích hoạt cái khoản vay đó thì chuyên viên đó họ tự làm thì họ tự chịu trách nhiệm. Và chúng ta không việc gì chúng ta phải chịu trách nhiệm trong cái vấn đề này. Trường hợp mà ngân hàng vẫn cố tình đòi chúng ta cái khoản tiền mà chúng ta không sử dụng, chúng ta không vay, thì chúng ta có thể khiếu nại ngân hàng, khiếu nại lên ngân hàng nhà nước. Đồng thời là báo cáo cơ quan công an, cơ quan chính quyền để là xử lý về cái trường hợp mà chúng ta bị các tổ chức tín dụng ép buộc và chúng ta vay các khoản vay đó. Vấn đề thứ ba, khi lưu ý mà chúng ta đã vay FE rồi á, thì khi chúng ta thanh toán bất kỳ các cái kỳ tiền nào hàng tháng thì chúng ta sẽ phải lưu giữ lại tất cả các biên lai, tất cả các lệnh chuyển tiền. Bởi vì đó là các cái giấy tờ bằng chứng rằng chúng ta đã thanh toán tất cả các khoản tiền cho bên công ty FE, cho Home Credit. Và chúng ta đã thanh toán đúng kỳ đúng hạn, để tránh trường hợp là rằng nói rằng là chúng ta thanh toán rồi nhưng mà bên các cái công ty đó bảo rằng là chúng ta chưa thanh toán đến kỳ dẫn đến phát sinh nợ xấu, thì chúng ta đã có bằng chứng. Vấn đề thứ tư mà các bạn cần lưu ý rằng là dĩ nhiên khi chúng ta vay tiền rồi thì các cái giấy tờ liên quan đến quá trình vay tiền chúng ta phải giữ gìn cẩn thận, để sau này khi mà phát sinh ra các trường hợp tranh tụng kiện tụng thì chúng ta có các cái hợp đồng quy định rõ về mức lãi suất, thời kỳ thanh toán, hạn thanh toán hay mức phạt, để chúng ta nói chuyện rõ ràng với các tổ chức tín dụng, tránh trường hợp rằng là chúng ta vay rồi, chúng ta đạt được mục đích vay tiền của chúng ta rồi, còn các cái giấy tờ đấy chúng ta vứt đi, chúng ta không có lưu giữ, sau này chúng ta không có bất kỳ các cái bằng chứng bằng cớ nào nói về việc là chúng ta đã vay cái khoản vay đó, kỳ đến hạn phải trả số tiền thanh toán bao nhiêu và các cái vấn đề liên quan khác trong cái hợp đồng. Hoặc là cực chẳng đã, khi chúng ta bị kiện ra tòa thì chúng ta cũng có cái hợp đồng giấy tờ đó để chúng ta làm việc với tòa án, thể hiện rõ rằng là chúng ta đã thanh toán số tiền như thế này như thế kia, hay là trong hợp đồng đó quy định mức lãi suất như thế này là quá cao, hay là mức phạt quá hạn này là quá cao, thì chúng ta để làm việc với tòa để bảo vệ tốt nhất cái quyền lợi cho chúng ta. Như vậy thì trên đây là một số lưu ý mà tôi đã tổng hợp lại, chuyển tải đến cho quý anh chị, quý cô bác. Hy vọng rằng là nội dung video đã góp một chút kiến thức bổ ích thú vị cho quý cô bác anh chị. Trong tương lai chúng ta có nhu cầu vay FE thì chúng ta cũng cẩn thận, cũng như là đánh giá rõ ràng các cái quy định, các cái điểm lưu ý đó để tránh phát sinh nợ xấu. Chúc quý cô bác và anh chị đang đón xem nội dung video nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc. Nếu như các bạn, quý cô bác anh chị thấy rằng nội dung video có ích, có thể bấm like, subscribe kênh, đăng ký kênh để khích lệ tinh thần tôi làm những nội dung video khác. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác và anh chị trong những nội dung phổ biến pháp luật kỳ sau.